Audio Jungle. Xin chào các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review bộ phim The Batman 2022. Bộ phim này vừa ra mắt đã làm mưa làm gió trong các phòng vé. Nó lôi cuốn đến nỗi các fan của dòng siêu anh hùng cũng phát khùng. Có người bảo xem một tập Batman này xong, nó phê còn hơn con TT nữa, từng câu nói thấm đến tận xương tủy. Vậy nó hay đến cỡ nào mà nhiều người khen đến vậy? Mời các bạn cùng Sakura đón xem review hôm nay nhé! Hôm nay là ngày lễ Halloween của thành phố Gotham. Bọn tội phạm dùng những chiếc mặt nạ ẩn mình vào người dân. Một tên đội quả bí ngô trên đầu xông vào siêu thị cướp tiền. Hắn không biết rằng vẫn còn một bóng đen luôn theo dõi hắn. Chiếc đèn hình rơi được chiếu lên bầu trời Gotham. Tên cướp hoảng sợ lùi về sau liền bị xe đụng. Đúng là nghiệp quật. Trên một chiếc tàu điện ngầm, một nhóm thanh niên da màu ngổ ngáo đang tụ tập lại với nhau. Chúng ngấp nghé một anh chàng gốc Á. Vì kỳ thị phân biệt chủng tộc nên chúng đã muốn giết anh ấy ngay tại đây. Đang chuẩn bị xuống tay thì Batman xuất hiện. Chúng thấy anh chỉ có một mình liền cười nhạo, không cần nhiều lời người dơ liền ra tay tẩn luôn thằng đầu đàn. As, cái thằng chết tiệt này đúng là không biết tự lượng sức. Anh giới thiệu mình là kẻ báo thù. Mấy thằng đệ được cái đông vui hao, lao đến định dạy cho Batman một bài học. Không ngờ một mình người rơi tả sông hữu đột, tẩn cho đám thanh niên lên bờ xuống ruộng cực kỳ bi thảm. Một thằng ất ơ lấy súng bắn lén Batman, nhưng su cả na người rơi lại có lớp giáp chống đạn. Anh dùng bao tay điện bóp cổ cho hắn sung sướng đến ngất xỉu. Giờ thì bọn chúng đã biết được người rơi khủng bố đến mức nào, liền hoảng sợ bỏ chạy thụt mạng. Cũng trong đêm này, gã thị trưởng Mitchell đang xem lại thời sự nói về cuộc tranh cử hôm nay. Đối thủ tranh cử là người da màu có khả năng sẽ chiến thắng chức thị trưởng, nên Mitchell không vui vẻ một chút nào. Bất ngờ một bóng đen xuất hiện trong căn phòng tăm tối. Tên sát nhân hàng loạt The Riddler đã ở đây khi nào? Không chờ đợi lâu hơn nữa, tên sát nhân lập tức lao ra đâm liên tiếp vào người thị trưởng. Sau cái chết của thị trưởng thành phố, cảnh sát cũng đã kịp đến để điều tra. Batman cũng xuất hiện, trung úy Gordon gọi cho anh tới. Phần đầu của Mitchell bị dán băng lại với dòng chữ không dối trá nữa. À, anh bự con ơi, cho em qua kiểm tra thi thể nạn nhân cái nha. Trời ơi, người gì đâu mà múi mít gì mà to thế không biết. Anh ta còn bị chặt đứt một ngón tay. Batman nói tên sát nhân đã chặt ngón tay trước khi ông ấy chết, vì hắn muốn cho Mitchell chết một cách đau đớn. Tên sát nhân còn để lại một bao thư, trong đó ghi kẻ nói dối làm gì sau khi chết. Kèm theo là một bảng mật mã với nhiều ký tự phức tạp. Ủy viên Peter Savage tới, ông ta không muốn sự có mặt của người rơi tại hiện trường. Ông yêu cầu Gordon lập tức đưa Batman ra khỏi đây. Trước khi rời đi, anh còn nhìn thấy cậu con trai thị trưởng đau buồn, giống như anh ngày xưa bị mất bố mẹ. Sáng hôm sau, Peter Savage ra mặt trước giới truyền thông, xác nhận về cái chết của thị trưởng Mitchell. Batman vẫn ở đó quan sát. Anh đã làm người rơi được 2 năm trong cái thành phố đầy cái ác này, dường như nó đang dần ăn mòn con người anh. Batman trở về nhà sau một đêm dài mệt mỏi. Anh liền viết lại những gì mình đã làm đêm qua, sau đó tháo kính áp tròng ra ngoài, nó còn là một chiếc máy quay thu nhỏ. Rút Wayne khá bất ngờ khi thị trưởng Mitchell bị ám sát, tên này là một kẻ sát nhân nguy hiểm, và có vẻ như hắn rất thích câu đố. Alfred đang dịch đoạn mật mã mà hắn để lại, thêm sự trợ giúp của cậu chủ rút Wayne. Họ tìm ra được cụm từ dai, có nghĩa là lái xe và ổ đĩa. Anh cùng Gordon đi tới bãi đỗ xe của lão thị trưởng, tại đây anh nhìn thấy một con xe có dấu hiệu lạ. Tên sát nhân đã treo một chiếc USB và ngón tay đã bị chặt của Mitchell. Anh cùng trung úy Gordon mở nó lên. Bên trong chứa nhiều bức ảnh của Mitchell và một cô gái lạ mặt nào đó. Chiếc USB cũng được cài đặt tự động gửi hình cho các tòa soạn trong Gotham. Batman phát hiện thêm tên Penguin chủ của họp đêm Ibis. Anh nhanh chóng đến đây hạ gục mấy tên bảo vệ. Người rơi đi thẳng vào bên trong. Lũ bảo vệ xông tới tấn công anh, nhưng từng tên bị anh nện cho bầm dập. Này nhé, bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhé. Rất nhanh mấy tên nhãi nhép đã bị người rơi đánh bầm dập. Với bộ giáp chống đạn thì ông đây éo sợ bố con thằng nào nhé. Penguin thấy vậy liền lộ mặt, hắn muốn bắt tay giảng hòa với Batman. Người rơi đưa cho hắn mấy bức ảnh của thị trưởng Mitchell. Penguin nói hắn không liên quan đến vụ này. Em chỉ muốn làm ăn lương thiện tại Gotham mà thôi đại ca. Trước khi rời đi, người rơi đã để ý một em bồi bàn mờ lem. Trong cô ta có vẻ ngon hết nước chấm. Anh lần theo cô ấy đi về nhà, dùng ống nhòm theo dõi cô ta. Anh nhận thấy rằng cô ta rất xinh đẹp. Để ngắm chút nữa xem khi cởi đồ ra cô ta có dấu hàng nóng gì trên người hay không. À không chỉ vậy, người phụ nữ này còn rất đáng nghi. Tại sao cô gái này lại có võ công cao cường đến như vậy? Anh tiếp tục lái xe đuổi theo cô gái. Một lúc sau, cô ta lẻn vào căn nhà của thị trưởng Mitchell. Cô tìm được ngăn kéo mật của ông ấy. Sau vài thao tác đơn giản, cô gái dễ dàng mở được két sắt. Đúng lúc này Batman xuất hiện. Hai người có vài pha trao đổi chiêu thức nhẹ nhẹ, nhưng với vài ba chiêu thức võ mèo cào của mình thì cô không thể nào sánh được với người rơi. Batman dễ dàng chiếm được món đồ trên tay cô gái. Selina nói rằng
cô ấy chỉ đến đây để lấy lại hộ chiếu của người bạn mình mà thôi. Đó chính là cô gái trong bức ảnh. Batman theo chân cô về nhà, nhưng cô gái kia đã bị kẻ xấu bắt đi. Trên bản tin lại thông báo thêm một vụ giết người nữa, ủy viên Peter Savage vừa bị sát hại. Và tên sát nhân Riddler đã lộ mặt. Batman đề nghị sự giúp đỡ từ phía Selina. Nhưng cô ấy muốn tự hoạt động một mình, nên anh cũng đành rời khỏi đây. Tên sát nhân vẫn muốn chơi đùa với cảm xúc của Batman. Tại hiện trường vụ sát hại, hắn vẫn còn để lại một câu đố khác. Những bức ảnh của ủy viên Peter Savage bị lộ. Ông ấy làm việc dưới trướng của Falcon, tận dụng chức vụ để điều hành đường dây ma túy xuyên thành phố. Riddler gửi thêm một bức thư khác cho Batman. Không biết hắn muốn chơi theo kiểu gì đây, lại là những câu đố đầy bí ẩn. Mà lúc này người bạn Annie của Selina cũng biến mất không dấu tích. Cô quyết định hợp tác với người rơi. Anh gắn cho cô kính áp tròng có chứa camera. Selina đi vào trong quán bar. Vì là nhân viên lâu năm nên cô dễ dàng đi qua đám bảo vệ. Batman nhìn thấy có một đám công tố viên của thành phố đang ngồi ở đây. Không những vậy còn chơi đá nữa chứ. Anh yêu cầu Selina tiếp cận bọn chúng. Một tên đầu hối đã vô tình nói gì đó về một tên nội gián chuyên cung cấp thông tin. Cô gái bên cạnh nói rằng người bạn của Selina đã biến mất. Selina mất bình tĩnh, cô đi theo cô ta và hỏi về Annie, nhưng cô gái kia lại không hé nữa lời. Một lúc sau tên đầu hối chuẩn bị lái xe về nhà, tên sát nhân Riddler đã ngồi trong xe từ lúc nào không biết, hắn lập tức xử gã hối ngay tại chỗ. Nhờ một chút thông tin ít ỏi từ Selina, Batman đoán rằng kẻ sát nhân đang giết từng người có liên quan đến Mitchell, kẻ tiếp theo có thể là Gordon. Ngày hôm sau trong tang lễ của thị trưởng Mitchell, có một con xe ô tô đâm thẳng vào trong sảnh đường. Rút quay nhanh chóng lao ra cứu cậu con trai của Mitchell. Tên sát nhân nhìn từ trên cao rồi rời đi. Cảnh sát liền bao vây lấy chiếc xe nghi phạm. Bất ngờ thay kẻ từ trong ô tô đi ra lại chính là tên công tố viên đầu hối. Hắn bị đeo một chiếc vòng kích nổ, điện thoại reo lên trên tay của hắn. Trung úy Gordon nhanh chóng sơ tán mọi người ra ngoài, để lại một mình tên đầu hối trong này. Rút quay đã thay đồ đi đến hiện trường. Anh nhấn gọi video cho tên sát nhân Riddler. Hắn nói điều này là dành cho Batman. Hắn muốn chơi một trò chơi sinh tử. Đầu tiên hắn đưa ra một câu đố, trong 2 phút bắt buộc công tố viên phải trả lời. Hai câu đố đầu tiên công tố viên được Batman giúp đỡ, nhưng đến câu thứ 3, Riddler đã hỏi kẻ đứng sau chỉ đạo đầu hối là ai, thì hắn lại không dám trả lời. Thời gian đã hết, quả bom phát nổ, công tố viên mất mạng. Người rơi bị dính chấn động nên tạm thời anh bị mang đến đồn cảnh sát. Nếu bị bắt giam ở đây anh méo có thể nào phá án. Nên Gordon đã xin mọi người một phút riêng để nói chuyện với Batman. Ông nói rằng hay đấm ông một phát rồi chạy khỏi đây. Vừa dứt lời thì người rơi đấm cho Gordon một phát méo mồm. Anh xông qua đám cảnh sát chạy trốn khỏi đây. Sau đó bắn một sợi cáp lên mái nhà rồi bay lên. Tất cả cảnh sát dính người rơi như rùi bu cùi bắp. Lần này người rơi biến ra một bộ đồ có thể bay khỏi tòa nhà cao tầng. Tuy nhiên siêu anh hùng khi đáp đất lại bị lỗi kỹ thuật. Tí nữa thì cạp đất mà ăn. Cũng may anh tiếp đất thành công. Đêm hôm sau Batman theo dõi một nhóm tội phạm buôn ma túy. Catwoman cũng có mặt ở đây. Cô xuất hiện hạ gục mấy tên lính canh. Selina phát hiện ra người bạn của cô bị sát hại vứt trong hầm ô tô. Đột nhiên những tay sai xả súng vào hai người. Batman bị trúng đạn. Trung úy Gordon kịp thời đến ứng cứu. Hai bên xả súng vào nhau. Lão cáo già Penguin xuất hiện kéo theo đàn em mưa đạn về phía Gordon. Lần này hắn muốn diệt sạch không bỏ sót một ai. Tiếc cho tên này đánh giá quá thấp Batman. Chiếc xe bọc thép của Batman gầm vú như muốn xé toạc lão. Penguin thấy không ổn liền bỏ của chạy lấy người. Batman lên con xe bọc thép đuổi theo hắn ta. Catwoman không quên cướp một bao tiền khỏi đàn em của lão mập rồi chuồn lẹ. Chiếc xe của lão Penguin cũng không phải dạng vừa đâu mà là dạng rộng ra. Nhưng so sánh kiểu nào cũng không thể nào bằng chiếc quái xe của Batman. Người rơi ủi đích xe lão lên phía trước. Penguin cầm súng lên xả đạn vào kính của Batman nhưng không vỡ nổi. Tên chim cánh cụt đánh võng lượn lờ qua mấy con xe khác làm khó Batman. Hắn liều mình đâm vào con xe tải khiến nó lật một bên. Người rơi hưởng trọn không thể nào né tránh kịp nữa rồi. Batman phóng hết ga, anh bay vút qua bên kia ngọn lửa bám đuổi tên chim cánh cụt. Thấy ngọn lửa hung dữ nuốt trọn mọi thứ phía sau, lão Penguin vui mừng thở phào một hơi. Nhưng bỗng dưng khuôn mặt của hắn bỗng biến sắc vì người rơi đã xuất hiện sau lưng. Anh đâm mạnh vào xe hắn khiến xe hắn lật 180 độ. Batman đi chậm rãi lại gần chiếc xe của tên chim cánh cụt, còn lão thì run cầm cầm sợ bị người rơi làm thịt. Batman mang hắn đến cùng truy úy Gordon để tra khảo, nhưng rốt cuộc là hắn lại không liên quan gì đến vụ này thật. Ủa, em có biết gì đâu sếp, em chỉ bán kẹo ngọt cho bà con ăn cho đỡ thèm thôi mà. Lần sau sếp điều tra rõ hả bắt em nhé, chứ bắt một lần làm người ta chạy bán sống bán chết hà. Em cũng có tuổi nên sếp bắt lần nữa là toang luôn. Batman không thể làm gì hơn.
Anh truy cập vào trang web mà Zitler gửi cho anh. Hắn có đề cập đến trại trẻ mồ côi và khu ổ chuột gì đó. Batman giờ đã trở thành thám tử chứ không phải siêu anh hùng nữa rồi. Người rơi cùng trung úy Gordon đến trại trẻ mồ côi. Nơi đây từng thuộc về bất động sản nhà Quayner. Đi một lúc thì anh nhìn thấy một chiếc video. Trong đó là video của ba anh Thomas Quayner. Vậy điều này có lẽ anh chính là mục tiêu tiếp theo. Rút quay lập tức quay xe về nhà gấp. Anh gọi cho quản gia Alfred nhưng ông không bắt máy. Alfred đang kiểm tra giấy tờ thì phát hiện một bưu phẩm gửi cho cậu chủ. Nhưng khi mở ra ông phát hiện đó là một quả bom. Liền nhanh tay ném nó đi thật xa. Đến khi vụ nổ xảy ra thì đã trôi qua một tiếng kể từ khi anh đến. Cũng may là Alfred chưa đăng xuất khỏi trái đất. Động vào ai thì động, chứ động vào gia đình của anh thì thằng Zitler này cũng xác định sớm muộn cũng sẽ được anh đưa về nghĩa địa Bình Hưng Hòa an táng. Rút quay vận dụng chỉ số IQ 1 tỷ để tìm kẻ có liên quan với những cái chết đã xảy ra. Batman đến tòa tháp gặp lại Catwoman. Cô cũng kể về quá khứ đầy bi đát của mình. Thì ra số tiền mà cô cướp hôm trước từ bọn xã hội đen, thật ra ông trùm chính là bố ruột của cô. Tại đây nàng đã trao một nụ hôn nồng thắm cho người rơi. Anh xem lại đoạn video của Zitler, hắn có nói về cái chết của ba anh, một nhà báo và tên Falcon. Gã sát nhân lại hiện ra nói chính cha anh là người đã thuê Falcon giết chết nhà báo. Thế là hình ảnh người cha tốt bao năm của rút quay bị sụp đổ. Anh không chịu nổi cú sốc liền đến tìm Falcon hỏi cho ra lẽ. Nhưng con cáo già này lại thừa nhận mình được cha cậu nhờ vả, nên mới giúp người bạn thân giải quyết gánh nặng. Lần này chính thức tượng đài cậu theo đuổi bao năm sụp đổ. Anh quay trở lại bệnh viện, hỏi tường tận về cái chết của cha mình. Alfred nói rằng cái chết của cha anh có liên quan đến tên Falcon đó. Ông đã dành cả đời để tìm kiếm sự thật. Và chính cha anh là một người tốt thật sự, không phải như những lời mà Falcon bịa ra. Nhờ vậy mà rút quay đã không còn nghi ngờ cha mình nữa. Đang nói chuyện thì tín hiệu rơi xuất hiện trên bầu trời đêm. Batman cùng Gordon đến tòa tháp. Tại đây Selina đã bắt được một công tố viên. Điện thoại của hắn đã ghi âm lại cái chết của Annie. Hắn tiết lộ đã làm việc cho Falcon. Không chỉ hắn mà rất nhiều quan chức khác cũng vậy. Ông ta mua chuột các cơ quan mật vụ để tiện đà phát triển buôn bán ma túy. Kể cả cuộc bầu cử thị trưởng cũng là do ông ta sắp xếp. Sau khi biết được điều này, Catwoman đã không kìm nổi cơn tức bên trong mình. Nàng muốn giết chết gã này ngay lập tức. Selina lại bất ngờ tung cước đá hắn bay xuống dưới. Cũng may Batman nhanh tay giữ lại hắn không bị rơi chết. Anh phải ra tay ngăn cản Catwoman giết chết Falcon. Selina phóng xe đến họp đêm, mục đích là để xử lý Falcon. Cô sẽ trả thù cho người bạn của mình. Cô tiếp cận được hắn. Trong lúc hắn sơ hở, Selina định rút súng ra, nhưng trùng hợp là thời sự đăng đoạn ghi âm phạm tội của hắn. Bên này rút quay đã đi đến họp đêm hạ mấy tên bảo vệ. Sau đó chàng lấy dụng cụ ra phá hỏng nguồn điện. Ngay lúc Selina chĩa súng định kết liễu kẻ ác thì điện bị tắt khiến lão cáo già thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Nhưng bằng cách nào đó hắn lại né được phát đạn. Selina đuổi theo. Lúc này Batman cũng xuất hiện. Anh đánh nhau với mấy tên lính. Nhờ có áo giáp chống đạn nên anh dễ dàng hạ gục bọn này. Selina vừa đánh đám bảo vệ vừa săn lùng Falcon. Trong lúc sơ ý cô bị hắn phan cho cây gậy vào đầu. Hắn lấy thanh gậy muốn xiết cổ giết chết Catwoman. Nàng cố vùng vẫy cào vào mặt lão khiến hắn ta đau đớn. Vừa kịp lúc Batman đi tới, anh đấm cho hắn ta phát ngất xỉu. Anh kiềm chế lại cảm xúc của Selina, ngăn không cho cô ấy giết người, rằng hắn ta không đáng để nàng ra tay. Cuối cùng người đẹp cũng buông bỏ hận thù qua một bên. Batman áp giải tên ác nhân ra ngoài. Hắn tự tin rằng mình sẽ sớm ra tù và ghé thăm người rơi ngay sau đó. Gordon cam kết rằng tên này sẽ trả giá xứng đáng cho những gì mà hắn đã làm. Nhưng tên này chẳng sống được lâu. Zitler đã mai phục sẵn rồi găm cho hắn một viên kẹo đồng vào người. Batman nhìn thấy hắn, anh cùng cảnh sát bao vây tòa nhà. Không lâu sau đó tên sát nhân Zitler đã bị bắt dễ dàng. Liệu hắn để yên cho mình bị bắt hay sao? Tên này không biết có ngu quá hay không mà lại để tất cả tang chứng vật chứng trong nhà. Hắn còn ghi rõ mọi hành động trong nhật ký của mình. Cảnh sát không cần phải điều tra nhiều cho vụ án này. Batman lại phát hiện ra một thông điệp mà hắn để lại cho anh. Trên bức tường gần đó ghi dòng chữ sự thật của thành phố Gotham. Hắn ta còn sưu tập hình của gia đình Quayner. Dường như tên này đã biết rút quay chính là Batman. Batman đến gặp hắn tại nhà tù Arkham. Zitler nói rằng hắn có cùng suy nghĩ với người rơi, thanh trừng thành phố này đến khi không còn tội phạm, không còn lũ quan chức tham nhũng. Nhưng rõ ràng là hướng đi của hai người rất khác biệt. Một bên là tư tưởng cực đoan về công lý, bên còn lại là bảo vệ công lý và trật tự xã hội. Zitler sẵn sàng giết người để làm được điều đó. Còn Batman thì không, anh không muốn nhiều lời với tên tâm thần này nữa. Trước khi anh rời đi, hắn đã cho anh một gợi ý rằng sự thật ngay trước mặt người rơi. Người rơi quay trở về nhà của Zitler. Nhờ những lời gợi ý từ viên cảnh sát, Batman liền đoán được chắc chắn dưới tấm thảm của ngôi nhà có chứa bí mật. Quả nhiên dưới đây là thông điệp mà tên sát nhân để lại. Bật đoạn băng của hắn lên, kế hoạch này dường như đã nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn đã cài bom khắp thành phố,
Dần dần những quả bom phát nổ làm vỡ những con đê, đến khi nước biển đã tràn hết vào thành phố, lúc đó người dân không còn gì để chạy thoát. Tại quảng trường thành phố, nơi diễn ra cuộc bầu cử cũng phát đoạn video của Hitler. Người dân bắt đầu hoảng loạn lo sợ, mà lúc này không chỉ có một tên Hitler, còn có rất nhiều kẻ đeo mặt nạ mạo danh hắn. Chúng phục kích trên mái nhà chờ đợi tàn sát cuộc bầu cử. Nữ thị trưởng mới nhậm chức đã bị bắn trúng. Trung úy Gordon nhanh chân chạy đến bảo vệ cô. Lúc này người rơi bay xuống từ mái nhà. Bọn chúng không ngờ miếng ăn đến miệng mà vẫn bị Batman phá hoại. Anh bắn móc kéo bọn chúng treo lủng lẳng trên không. Một mình anh solo với cả bọn. Anh đấm cho chúng không trượt phát nào. Mấy tên giả mạo này rất nhanh đã bị Batman hành cho ra bã. Những tên này không biết rằng Batman có bộ giáp sắt, nên xả đạn cỡ nào cũng chẳng ăn nhầm người rơi. Một lát sau mái vòm cũng sụp xuống, Batman xem chút đã rơi xuống dưới. Mấy tên này thử cơ bắn liên tục muốn kết liễu người rơi. Anh đặt quả bom sương mù tràn ra, Batman thoát ẩn phát hiện anh hạ gục từng tên một. Anh dí theo một tên, hắn dùng súng săn bắn anh bay xuống dưới. Tên này định nạp đạn kết liễu người rơi. Sukana cho hắn là Catwoman xuất hiện chặn hắn lại. Cô kéo người rơi lên, nàng rất yêu người rơi và trao cho anh một nụ hôn ấm áp. Bất ngờ thì bị một tên Hitler tấn công. Batman lúc này bị thương khá nặng, anh liền tiêm một liều kích thích sức mạnh vào chân, bay đến vã cho Hitler giả mạo thừa sống thiếu chết. Cũng may Gordon đến kịp lúc ngăn cản anh lại. Mọi thứ dường như đã giải quyết xong. Đúng lúc này thì nước lũ hung dữ lại bất ngờ ập vào quảng trường. Rất nhanh nó đã cuốn mọi thứ nơi này sụp đổ. Batman nhìn thấy cảnh này không nỡ để người dân chịu khổ. Anh liền đu dây xuống dưới giải cứu mọi người. Kế hoạch của Hitler đã tan thành mây khói. Thị trưởng đương nhiệm cũng được người rơi đến cứu. Nhiệm vụ còn lại của Batman là giúp mọi người thoát khỏi nơi nguy hiểm. Sáng hôm sau thì cả thành phố Gotham đã bị ngập sâu trong nước biển. Thị trưởng đứng ra trấn an người dân, rồi họ sẽ sớm vượt qua được mọi khó khăn. Batman vẫn không mệt mỏi cứu người dân. Người dân thành phố Gotham cũng chính thức công nhận Batman là anh hùng trong lòng họ. Còn lão Penguin sẽ là kẻ thù mà Batman sẽ đối mặt trong suốt hành trình hành hiệp trợ nghĩa. Trong nhà tù, kẻ sát nhân Hitler càng điên loạn hơn nữa. Khi kế hoạch mà hắn cẩn thận chuẩn bị đã bị người rơi phá hủy, tại đây hắn cũng kết bạn với một kẻ điên rồ không kém. Cả hai phấn khích hứa hẹn sẽ tái xuất cùng nhau đối đầu Batman. Cuối phim, Catwoman lựa chọn rời khỏi thành phố Gotham vì cô biết nó sẽ không bao giờ hết tội ác. Nàng rủ Batman hãy cùng mình đi chu du khắp mọi nơi hành hiệp trợ nghĩa. Gotham vẫn sẽ không bao giờ hết tội phạm, mà chỉ có càng nghiêm trọng hơn mà thôi. Nếu ở đây lâu dài, nó sẽ gặm nhắm con người của Batman. Nhưng chàng từ chối, vì trái tim của Batman thuộc về nơi này. Chàng sẽ dùng hết năng lực của mình để bảo vệ công lý của thành phố Gotham. Chàng lên xe tiễn người yêu một đoạn, sau đó nhìn nàng rời đi. Còn mình thì hướng thẳng về thành phố Gotham. Đến đây là hết phim rồi. Người rơi phần này không có siêu năng lực gì ghê gớm lắm. Anh được khắc họa như một người bình thường như bao người khác mà thôi. Anh cũng không phải là một tay chơi dựa vào mối quan hệ mà điều tra nữa. Nếu thật sự thành phố Gotham không bao giờ hết tội phạm, thì một mình Batman sẽ phải đối đầu với bao nhiêu tên tội phạm nữa đây? Sakura vẫn phải khẳng định một điều rằng, Batman luôn luôn cống hiến hết bản thân mình vì mục đích cuối cùng, ngay cả khi anh phải đánh đổi mạng sống vì nó. Chắc hẳn vẫn còn phần nữa để chúng ta hóng đúng không nào? Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.